Rồi bao lâu thì cô chú mới sanh người con đầu tiên? Năm 83 thì cô sanh đứa đầu. Cô chú là mấy người con nha? Cô chú ba hai đứa con trai. Con cô chú là lớn nhất là bao nhiêu rồi? 41 tuổi. Rồi con kế? Kế cũng con trai luôn. Là bao nhiêu? 31 tuổi. Rồi sau đó 10 năm sau, rồi sao lý do nó dài thế? Sanh đứa đầu là cô sinh mổ. Cuộc sống thì cũng bấp bênh cho nên là không dám sanh. À, rồi đợi nó khá khá lên chút mới sanh một người con trai nữa. Đúng rồi. Rồi sanh hai đứa con trai vậy, nó cuộc sống nó còn vất vả không cô chú? Sanh đứa sau cũng sanh mổ luôn đó. À. Cũng vất vả chứ, đương nhiên là sanh đứa sau thì ra bán bột chiên rồi. Hồi đó cô làm nhà nước, rồi chú cũng làm bộ đội. Rồi trước khi mình bán bột chiên đó, mình làm gì để mưu sinh? Thì lúc bấy giờ là ông cũng chuyển qua bộ đội, ông chuyển qua nông sản thực phẩm. Dạ. Rồi cô thì cũng đã chuyển qua bên lương thực. Rồi sau này lương thực thời gian để chuyển qua công ty chất đốt thành phố. Mới làm mất sức xong mới về xong thì là mới bán bột chiên. Ba công việc của chú toàn là nuôi sống mọi người không đó. Dạ. Nào là lương thực nè, chất đốt nè, rồi gì nữa chú? Làm bên nông sản thực phẩm. Nông sản thực phẩm. Về hưu rồi cái mình cũng khó khăn quá cô chú hả? Đúng rồi, vâng ra. Hồi đó mình không có tích lũy được à? Lúc bây giờ có con đầu thì nó cũng ưa ốm ưa đau. Rồi con biết lương hồi đó là cũng đâu có bao nhiêu. Dạ. Cho nên là mình cũng phải bôn ba này kia cái nọ thì nói chung là cũng không có tích lũy được. Rồi lúc bây giờ mẹ thằng này, cô chú đi bán bột chiên đó, thì thấy người ta ẩm cho, cô mới hỏi chú là ông có nuôi không? Ông nó nuôi. Thì nó đáp qua lúc bây giờ mẹ nó là 9 tháng đó, ốm nhách đen thùi à. Nhưng mà khó khăn quá, cô chú lại nhận được thêm một cháu nữa rồi, mình có nghĩ là khó khăn là chồng chắc khó khăn không? Biết là chồng chắc khó khăn, nhưng mà lý do thứ nhất, người ta khổ quá mình không chịu được. Bạn bè bất cứ này kia cái nọ, giống như mẹ con thằng này, lúc bây giờ cô thấy cảnh khổ không bỏ được, cho nên cũng đem về nuôi. Tại vì nó cũng là con người, mình cũng là con người, không thể nào bỏ được. Cho nên khi nuôi nó, xảy ra vụ này, cái dạng học sinh, lúc bây giờ cô hỏi hai đứa làm sao bỏ được. Xấu hổ, nó đã xấu hổ rồi. Nó sanh xong rồi, nó nuôi đúng 17 tuổi rưỡi. Sanh 17 tuổi rưỡi nó tạo thằng này, nó nuôi đúng 19 tuổi nó bỏ cô nó đi. Hộ khẩu nó thành phố hết, không có gì thôn quê. Mà nó cũng không biết cô chú là mẹ nuôi của nó. Không biết. Nhưng không biết nó là con nuôi đâu. Ủa là sao vậy? Tức là vậy nè, nãy giờ cô kể có lẽ là cho chú cũng không có hiểu. Tức là cô chú có hai người con. Ừ. Và sau đó thì cô chú nhận nuôi thêm một đứa con gái. À. Là cái người đó là được 9 tháng. À. Thì sau này khi mà nuôi cho tới 17 tuổi rưỡi hả cô hả? 17 tuổi rưỡi là cô đó cổ có bầu. Ừ. Rồi cổ sanh đây, sanh bạn này. Thì sanh sanh ra được 2 năm thì cổ bỏ nhà đi. 15 tháng là nó bỏ đi rồi đó. À. Dạ. Rồi bây giờ lại tiếp tục nuôi cháu ngoại nuôi. Cháu ngoại nuôi nữa. Dạ. Con nuôi lớn xong rồi có lông có cánh rồi bay đi. Dạ. Để nuôi cháu ngoại nuôi nữa. Dạ. Trời ơi thì sao khổ như vậy. Khổ nó chồng. Bởi vậy Quyền Linh mới hỏi cô là cô không trích lũy được hay sao, là lý do là như vậy. Dạ. Nó lá lành đùm lá rách, à, ông bà lá rách nào đùm cho lá te tua nữa. Cái gì sau lưng cô thì thôi cô không nói, nhưng mà trước mắt cô không thể nào cô bỏ được. Cô chú là những cái con người rất là yêu thương mọi người và luôn luôn lay động trước những hoàn cảnh khó khăn. Người ta nói rằng là mình giúp người đó, chưa chắc người đó trả ơn mình đâu. Đúng mà rồi. Sẽ có người khác trả ơn. Dạ, thì nay chú yên tâm chú giúp con Ngọc Lan chiều nay no đi. Rồi. Nó sợ chiều nay từ chối không tới đó. Chứ tới lúc nào cô chú cũng sẵn sàng, không có gì. Còn với chú Quyền Linh được cái đi qua chương trình hay xinh lắm. Bây giờ thì cái cuộc sống hiện tại của cô chú là như thế nào? Ngoài cái việc mà đi bán một chiên buổi chiều nè, rồi buổi sáng thì cô chú sinh hoạt như thế nào ạ? Ở nhà mình còn thiếu gì ra chợ mua cái đó về để bổ túc thêm. Dạ, còn hai người con trai hai người của con mình thì nó ở riêng, nó làm riêng, nó làm bảo vệ. Thì bây giờ mức lương bảo vệ thì biết rồi, thì nó cũng chỉ đủ trang trải trong nhà nó thôi, chứ ngoài ra nó cũng chả có giúp được cái gì. Bây giờ còn sức thì còn làm. Dạ. Khi nào mình không làm được nữa thì bây giờ nhờ vả tới con cái. Dạ. Chứ còn bây giờ mình còn sức mà mình ấy thì đâm ra nó cũng tội nghiệp cho nó. Vậy chứ mà trời thương, không bệnh hoạn mấy đâu. Chỉ có cách đây 2 năm thì ổng là tràn dịch phổi. Rút ra 12 lít nước. Thì khi ổng xạ trị xong rồi về cô cho uống thuốc Bắc, thuốc Nam liền. Dạ. Cho nên là cô không đến nỗi nào. Vậy thì cho con hỏi là cô chú có lo lắng hay không khi mà
cô chú tuổi thì càng ngày càng lớn, sức khỏe thì chắc chắn là không thể nào mà mình giữ được giống như ngày xưa, mà bạn này thì lại còn quá nhỏ. Đúng rồi. Dạ. Có chứ, có lúc cô cũng lo đó. Bây giờ như thế nào đây, để sao mình có nằm xuống á thì nó đã có cuộc sống của nó. Ví dụ như ông bà ngoại mất đi rồi con làm gì? Nó đi lượm ve chai. Trời. Rồi hỏi nếu mà hai bác không cho con vô nhà con làm gì? Con muốn phòng trọ con ở. Nó bây giờ ai hỏi gì hỏi, nhưng mà các bác không đành lòng nào mà để cho con ra đường con ở. Cho nên bây giờ ông bà ngoại còn sống, cho con ăn học, con phải ráng ăn học. Con cứ nhìn lên, cuộc sống của con không bằng ai, nhưng con nhìn xuống, các bạn còn khổ hơn con rất là nhiều. Dạ, chính xác. Cô đã quyết tâm trong cái lòng của cô, nghèo thì nghèo, nhưng cố gắng ăn học, để sau ông bà nắm mắt xuống rồi thì con có chỗ nghĩa, con ra con đi là con kiếm sống, thì không có lệ thuộc ai hết. Nói chung tương lai của bé đó, do ông bà định hướng, nhưng cũng cần có sự giúp của hai cậu con trai đó, của nhà đình đó. Linh nghĩ rằng với câu chuyện của ông bà thì rất nhiều cái mạnh thường quân cũng sẽ có thể chia sẻ một phần nào đó. Tương lai còn rất là dài ông bà, chúng ta không thể nói trước điều gì, nhưng vấn đề chúng ta cho con cháu mình được cái chữ đó, cái chữ sẽ thay đổi những số phận của nó. Đúng rồi. Ông bà vượt qua bao nhiêu khó khăn dòng bão cuộc đời như thế, có bao giờ ông bà định buông xuôi hay có một cái mâu thuẫn này ông bà cãi nhau đến mức mà chúng ta phải giải tán không ạ? Không. Không, không có ý định đó. Không bao giờ có ý định đó. Dạ. Cô 69 tuổi, ông 74 tuổi là cô biết, con biết đi đoạn đường cũng quá xa rồi đó. Dạ. Nhưng mà chỉ có sợ là khi trong hai người, một người nằm xuống, một người còn, thì chỉ có buồn thôi. Không biết mình có vượt qua nổi hay không. Dạ. Đúng là cũng vợ chồng người ta nói là chồng bác còn có khi xô, phải không? Dạ. Vợ chồng người anh ở với nhau thì cũng có thế này thế khác. Tuy rằng có đôi lúc không có được hài lòng với nhau thật đấy, nhưng mà không đến nỗi là phải tôi bỏ bà hay là bà bỏ tôi hay là thế này thế khác, là không có đâu. Nặng lời thì có nặng lời, nhưng mà cũng không đến nỗi quá đáng quá. Ổng mà nói á, tao không nói đâu. Ngày hôm sau tao nói, ê, ngày hôm qua nói vậy là không có đúng nha. Ê. Ê, không có được nói vậy nha. Lần sau đừng nói vậy nha. À. Không bằng lòng đâu á. Là cái ê đó là... Chỉ nói vậy thôi. Là cảnh báo đó nha. Tới chừng ê là mệt rồi đó. Cô, nhưng mà ví dụ như cô có đặt cái trường hợp mà lần sau chú vẫn vậy rồi, cái chuyện lớn mà cô tính là chuyện gì không cô? Không. Cô vậy chứ sợ là không dám nó lặp lại. Giận thì giận, nhưng mà chiều vẫn bán một chiên chung. Vẫn bán bình thường.